Được rồi, Thế là tao bảo vậy không biết cái máy làm sao mà cứ vô không được là vô không được. Kỳ cục. tao nói mày nghe Quá mày. mày mày để cái máy lên đó rồi mày lấy cái búa mày gõ gõ chung quanh cái Đâu. chiền, gõ nhẹ 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 xong á rồi nó Trời vô à. Rồi ơi, rồi, bó tay. rồi ok. Thế thì hôm nay gặp con tao thấy thì cả năm nay 2 năm nay mà mày không gặp tao là tao tức lắm, mà tao không biết làm sao mà tao đi kiếm mày được. Bữa nay mày lên, hôm qua nay mày lên là tao vô tao đấm mày, tao quay mày chứ tao không có cái gì chứ. Thứ nhất là nhớ con, thứ hai nữa là bố ở bên ba, chú bố ở bên này cũng mấy tháng rồi, bố làm giấy tờ, bố thông báo cho con Bừng là bố nhập lại hộ khẩu rồi, rồi bố làm Ok, giấy sướng người căn ta. cước công dân rồi. Rồi rồi bố mua được cái bảo hiểm y tế rồi, nói chung là bây giờ là Rồi. coi như tao tao là coi như là Việt Nam thuần chủng á. Chúc À, tao không có lai việc bỏ ông bảo không, bỏ bảo bên đây cho ai lo. đâu có đâu, đâu chứ tháng 11 tao về rồi, từ cuối năm nay là bả mới đi thai, cuối năm nay bả mới đủ 65, cho nên Rồi là bây bả giờ về bố cũng mời đang thử chú Phượng vô coi được được không? rồi. Anh Phượng gửi gửi yêu cầu lên Phượng, anh Phượng nó mục tiêu rồi, Nhiều khi gửi tôi lên mày có gì mà vô nói được trước. cái ông vô không được, độ máy của ông nó lạ vậy á. Ừ, Nó mấy kỳ kỳ vậy ta, kỳ cục, kỳ cục hình như cục. nó không chích chơi với ông Phượng. Rồi bây giờ hai thằng cha sân rê rượu ngồi kế bên nó rượu nó kỳ vậy sao tao không hiểu được. Thế này nè, cái là hôm nay thì mình nói về vấn đề mới phát giác là cái là cũng nghe tin tức qua là báo đài, nhưng mà cái chuyện này là người như rất là nhiều người đã là gọi là đã bàn tán xôn xao, và cái chuyện này đã thật rồi. Thì cái thứ nhất á, là cái đài mình phải nói là cái BBC gì đó tiếng Việt nha, mình nói tiếng Việt thôi chứ không có nói gì ra, là nó tan đàn xẻ ré rồi, coi như banh ta long. Bởi vì cái đài này từ xưa giờ nó cũng thuộc về cái dạng như đoàn sóc hai đầu, cái gì nó cũng nói xạo được, hầu như cái gì cũng nói xạo. Tao ghét cái đài này từ hồi chế độ cũ chứ không phải mới đây, coi không, chế độ cũ lúc vậy có nghĩa nó cũng chom chọc cái đài đoàn sóc hai đầu, nó cứ chọn này cái chọn kia cái, mà tao ghét cái thằng này nhất đời luôn. Thế thì đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái đài cũng là thuộc cái dạng coi như cực kỳ là phản động ở nước ngoài, đó là cái đài Sunny TV cũng tiêu rồi. À thì thế thì mình cảm thấy là mình bàn sâu vào chút xíu này, có nghĩa là rồi rốt cuộc thì thiên hạ, rốt cuộc thiên hạ và những người sống ở trong nước phải hiểu được rõ bản chất cái vấn đề, là bởi vì nói riêng như bây giờ thường tất cả mọi người ở đây ở trong đất nước mình hầu như họ không cần phải nghe, không không họ cũng cần không cần phải đếm xỉa, và họ không quan tâm những cái đó nữa, là bởi vì họ đã quá biết và họ hiểu rằng cũng hay lắm mày. Thế thì Chào, chú Phượng vô sao chưa? tao kêu giả mà chạy nó mất rồi. Phượng ơi là Phượng, trời ơi Phượng ơi, Chú đánh chữ á, chú đây là nói nhiều khi ông không nghe đâu. ok, gửi gửi yêu cầu đi Phượng ơi. Phượng à, thì Phượng ở bên Mỹ, thì con hiện giờ cũng đang ở bên Mỹ, thì mình con cho một cái gì nhận xét thì cái vấn đề này coi thử coi sao. Thì theo quan điểm của bố thì đương nhiên nó phải tiêu là đúng rồi, nó phải tiêu là đúng rồi, là bởi vì nó đã tồn tại, nếu đài BC mình tính không làm mà nó nói về cái việc là 70 năm rồi, 70 năm rồi chứ không phải là một ngày một bữa, và càng ngày nó càng tàn lụi, càng tàn lụi, càng lụi. Chút xíu nữa chú gửi qua cho con, tại vì ta tạm thời ở trong cái đây ngày hôm qua nó có nhiều cái vấn đề coi như là không có không 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 có được suôn sẻ, mà mạnh ai nấy nói rồi cũng cãi cọ, mà tao tao không muốn gì đó, ra tao cũng đã tạm ẩn rồi, chút xíu nữa tao bỏ cho mày. Ok. Ủa ai cãi cọ bố? Qua thì có những cái đoạn ví dụ như Phong Nguyễn với mày nó có vẻ là bất đồng ý kiến gì đại khái, mà tao không thích, có nghĩa là Ồ đâu có gì đâu chú, cái đó là quan điểm của mỗi người mà, tại sao chú lại đồng có vẻ ý thắc mắc làm không gì? không tao đâu có thắc mắc gì đâu, có chuyện đó là tốt thôi mà, quan điểm của người, nhưng quan điểm của người đều đều có điều điều tốt thôi, những cái chuyện đó để thôi mình nói chuyện riêng với Ok lại chào. ai ở Việt Ok thôi. mình. Chờ, ai ở Việt vô nữa kìa, ai ở Việt vô, ai ở Việt này rất là dễ thương, và trong anh chàng thanh niên này mà bố đã gặp ở ngoài đời rồi, bố đã gặp qua hôm trước anh đi qua bên anh Phượng thăm anh Phượng thì đã gặp mặt rồi, rất là dễ thương, rất là nhiệt tình đối với một cái người mà thanh niên trẻ hơn bố rất là nhiều, nhưng mà Khoảng có bao một nhiêu cái tuổi lòng nhiệt huyết bố? rồi, cũng 50 bằng tuổi con Ồ á, vậy đâu cái nào con lớn năm 50 hả? 50 là nhỏ hơn con tới 53 lận. rồi, năm ba nhưng mà họ không, cái này có nhiều người ta hỏi, nhờ hỏi giùm, hỏi vậy có vợ chưa, có vợ chưa, có vợ chưa được. Sao À, nó
sao cười cười có gọi con gái bố đang vô không? đang gọi nè, nãy ông nãy ông vô trước rồi đó, ông xuống rồi, ông đi đâu rồi Đâu trời, tôi con gọi gái quên. bố kìa, có con gái bố vô không, vô đó Tao chơi kêu chơi đó, vui. tao kêu đó từ sáng tới giờ mà tao không thấy nằm đâu hết trơn trời. Cái lý do là biết sao không? Lúc này bả bệnh hoạn quá, nó bị cũng dụ cái đầu á, để tao gọi trả Ủa, nó bị cái nghe đầu chứ mà nó khôn dữ lắm, ông đừng giỡn, ông chơi ông lại nó đâu. luôn quá. tao tao Ủa, tao tao, tao kỹ đó mày, rồi mày khổ rồi mày, có gì mỗi đâu lần kỹ. kêu không phải bố bố nín 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 à, biểu vui thông cảm nha, để anh coi thử cái tình trạng coi sao em. Được rồi, tại vì hôm nay gặp chơi gì đó, anh đâu phải là mở ra để kiếm tiền gì đâu mà chơi gì kỳ cục, anh đây nói chuyện bình thường mà. Không, con Ơi nói bố nghe trời nè, ơi. khi mà lên mà nói chuyện á, nhiều khi lên mà nói chuyện mình tranh luận á, thì đúng ra là mỗi người có một ý kiến và mỗi người người ta có một cái quan điểm riêng của người ta, cái đó là cá nhân người ta, mình vẫn phải có tôn trọng quan điểm của người ta. Đồng Còn vấn ý. đề người ta nhận xét đúng hay sai á là cái chuyện của người ta, mình không có đó, tại vì tự do ngôn luận mà, thì chú cũng biết rồi Rồi. đúng không, thì ai muốn nói sao nói, chứ giờ bố cầm len sao được, cầm len. Tao đâu cầm len đâu, tao không có cầm len, tao không cầm len. Nhưng có cái điều, bố thấy nó không có suông, không có suông. Tao muốn cái gì mà tao lên live nó phải đẹp mà Trời để ơi, bởi người không ta có đâu, ừ. làm sao mà xuống được, con hỏi bố cháu 9 người tới 10 ý lần mà làm sao mà xuống được. Có nhiều người á, người ta ở Mỹ rất lâu nhưng mà cái nhận định của người ta nó nằm ở cái chỗ mà nhiều khi nó không có phải, nhưng người ta chỉ nhận định những cái mà người ta không có vướng phải thì người ta cho nó là đẹp. Giống như con nói bố, ví dụ như bố lái xe đi, 10 năm trời bố lái xe mà cái xe bố nó không có hư hỏng á, thì bố đâu có biết sửa Đúng rồi. đó. Còn khi cái xe nó hư thì bố mới biết đầu sửa, mà khi bố sửa thì bố mới mập mờ thì bố từ từ bố rút ra kinh nghiệm. Thì cái người mỗi người người ta nằm trong một cái hoàn cảnh khác nhau, thì nhiều khi ảnh nói cũng có cái lý do của ảnh đúng, nhưng mà ảnh quên một điều là khi mà ảnh nói là người dân gặp cảnh sát là sợ, nhưng mà cái quan trọng là nếu mà bố không phạm tội, bố mắc mớ thì bố sợ nó Không, cái tâm lý mà ông nói nó đúng á, cái tâm lý không? tao nói cho mày, nó tâm lý, cái tâm lý sợ là đúng, tâm lý là tao nói cho mày Không. nghe, người ta đây là tao nói cho mày nghe này, cái điều này ở trong hãng tao rõ rõ ràng, hoặc là những người đi shop live hoặc là những ngoài đầu đường hầu như là cũng nói tiếng Anh bập bẹ, nhưng khi đứng đứng trước mặt thằng Mỹ mà thứ nó không phải là cảnh sát, nó không phải là cái gì, nó là dân thường thôi, cao rướn vình vàng trâu làm sao mà nó hỏi thăm mình, hoặc là mình hỏi là cái biển nó lắp ba lắp Không bắp rồi, đồ nó kỳ phải rồi. đâu, bố biết lý do tại sao không? Không phải là Là mình nó sợ yếu nó, rồi, không phải mà tại sợ. vì từ xưa tới giờ mình không quen dùng ngôn ngữ tiếng Anh để nói chuyện với người ta, cho nên khi mình gặp người ta tự Mình nhiên có cái vốn liếng tiếng Anh của mình đó, mình cảm thấy mình nói không chuẩn, cho nên tự nhiên mà đâm ra mình bị giống như là bị ái ngại thôi. Chứ thật sự ra rồi. không phải là mình sợ, tại vì mình có phạm tội gì đâu mà mình sợ. Còn những thằng mà thật sự nó phạm tội khi nó gặp á, con nói thiệt bố á, tự nhiên nó kiếm đường khác nó đi, à nó cũng không dám đi song song nữa. Đúng rồi. Cái chuyện đó Đó. bà là Giống như nhưng con mà nói đơn điều giản, có bố điều đang lấy ai xe đi, mà mày nó nói trên xe của bố á, có súng hoặc là bố chở bạch phiến hay cái gì đi, mà vô tình bố chạy tuần đường đó, bố gặp xe cảnh sát đi, đố bố dám đại chạy chung nó, bố không kiếm đường khác bố né, thì đúng rồi, đó là cái tâm đó là tâm lý, đó là tâm lý thôi, đó là lý tâm lý ngại, ai ngại đó. đó, Còn cái nếu mày mà nó một người không bình thường như bố á, mà bố là người bình thường làm ăn bình thường, bố không có phạm tội, bố không có làm gì cho, thì bố gặp cảnh sát bố có chạy đúng là cơ, nó làm gì bố, đố nó cũng làm gì bố, đúng rồi. thì thôi chứ không có gì hết á, Ok, cái đó quan điểm của từng người vậy đó. rõ ràng điều đó chính xác, không có gì phải thắc Cho mắc. nên nhiều khi ảnh cứ nói là tại vì thí dụ như người ta không đủ ngôn ngữ tiếng này, không đủ ngôn ngữ tiếng kia, cho nên người ta không dám tranh luận với cảnh sát. Không phải là đủ ngôn ngữ, khi mà cảnh sát dựng bố lại, cho dù bố là kỹ sư đi nữa, cho dù bố là tiến sĩ tiếng Anh một bụng, mà đố bố cũng không dám nói mà tranh luận với nó nữa. Đưa giấy tờ là đưa, làm việc muốn cãi gì ra tòa cãi, nói một chập nữa là thế nào cũng cũng sẽ có chuyện Đúng đó. rồi. Mà có chuyện gì, mà có chuyện với cảnh sát Mỹ thì có vẻ giống như là mà người dân Việt Nam mình là không muốn Đúng vậy, rồi, vậy thế thì thôi. Đúng rồi, đúng vậy, đúng rồi, vì từ đó ra họ rất là ngại cái vấn đề đó. tại 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 vì cái phong tục người Việt Nam mình nó khi nói chuyện á, là thứ nhất á là không nhìn thẳng mặt nó nói chuyện, Đúng cái thứ rồi. hai nó khi nói chuyện á, hay hay có vẻ như là thọt tay vô túi hay làm này nọ, giống như là không có ấy á, mà bố biết cái tình trạng mà thọt tay vô túi á, thì đối với cái người nhân viên người ta không biết trong túi bố có cái gì, cho nên vì cái vấn đề an toàn là bắn trước là tính sau đấy. Đâu mẹ cho nó mệt đó nha. Cho nên đó, đúng ra là khi mà chấp hành nhiệm vụ á, thì cái vấn đề an toàn là trên hết, đối với một nhân viên cảnh sát Mỹ nó là như vậy. Chú Phượng khỏe, chú Phượng
À, mình đang coi lý do tại sao mà giờ cái hình của mình nó lại kỳ thế này. Lại Đây đi là ngang nữa đây. không? Thôi ngang dọc gì kệ nó, đi đâu thành vấn đề. Anh sửa lại quay cái điện thoại lại để anh để đứng cái điện thoại lên. Không, nó đang ngược cái đầu rồi, quay lại nữa, quay lại nữa. Theo con nghĩ dạo này chú Cầm và anh Mai Tyson và chú Phượng Nói gì? chú lo nói gì cái vấn đề mà tâm lý những người Việt Nam hay là này nọ mà ở hải ngoại mà thấy cảnh sát sợ sợ là theo cái tâm lý vậy nè, tại vì thấy là cảnh sát Mỹ lâu lâu nó bắn Mỹ đen thôi, nó bắn Mỹ thôi. Hồi đó thì không biết, nhưng Đó. không mà mình biết là cảnh sát Mỹ họ rất là dữ chứ, mà cũng tội nghiệp họ chứ, tại vì cái người Mỹ thực sự ra cái người dân Mỹ họ cũng rất là dữ, nhà thằng nào cũng có súng cả, biết bao nhiêu súng họ cũng sợ nhá, họ đi làm con nhà con vợ con đi làm nuôi con mà cứ ở ngoài đường thằng nào cũng súng cả, sợ không biết nào đang nào thằng nào cũng đầy súng sợ. Thì cho nên những người mà thường thường mà những người mà cảnh sát mà khi mà họ đi làm công việc đó, thì dĩ nhiên họ mang súng, thì khi mà cái tâm lý về những người mà không có súng đó, họ thấy cái người mà mang súng đó thì theo cái tâm lý là họ hơi hoang mang, hơi sợ, tại vì Quá họ sợ nói chứ như sợ hơn quá nữa sợ thì họ kiểu như là ví dụ là họ nghi là họ có làm gì sai không hay là cái gì đó, hay nhiều khi cái hành động gì mà cái cử chỉ mà họ làm không có đúng thì cảnh sát nó tỉa liền. Thì cho nên theo cái tâm lý thì đa số là những người Việt Nam mà kiểu như là thứ nhất là những người mà già cả hay là những người mà kiểu như thanh niên mà kiểu như là mới lớn lên này nọ, chứ còn mà anh Mike Tyson thì nói cũng đúng, thì nếu mà mình làm không cái gì mà sai trái mà mình bình tĩnh và mình trả lời những gì mà câu hỏi của cảnh sát ấy, thì dĩ nhiên là không có sợ đâu, như chỉ có một cái là sợ là vậy nè, là sợ phạt à, đúng chỉ rồi. có một cái là cái sợ Ê, phạt bây giờ thôi. bữa nay có cảnh sát, bây giờ nói cảnh sát nghe nè, bây giờ cảnh sát khai báo là coi như là trong cái con người của cảnh sát khi đi thi hành nhiệm vụ thì đeo cái Lúc gì kể hết cho tao mẹ nghe nó coi cũng đầy coi. súng đã Khoan khoan, để nó khai từ nó kể từ đi. món của mình coi, để có cái gì mình trị được không, mình có thể Ồ, trước đeo khi đúng trước để khi mình múa mai quay cuộc đưa chặt mày nhé mày thường thường cảnh sát sáng sớm vô đi làm thì cũng giống như người ta đã vô rồi ghi điểm danh xong rồi bắt đầu thì nhận đồ, chẳng hạn như là áo chống đạn nè, rồi súng nè, rồi ABC các kiểu, rồi ký vô đó nhận, rồi sau khi giờ làm về rồi bắt đầu đi trả súng. Còn ở nhà thì mình có quyền mua súng, nhưng mà súng đó là súng của mình thôi, đúng rồi, còn súng mà chỗ mà sợ cảnh sát cấp đó là súng đó là khi hành nhiệm vụ thì súng nó mới xài không đó, nhưng mà khi sau giờ làm là phải trả lại chứ không có mang cái súng đó về nhà được. đúng rồi, ý tao muốn là mày kể chi tiết có nghĩa là bao nhiêu súng, Thôi ông ơi, súng việc gì ta làm không được, ông hỏi tôi chi tiết để gì suy không? để Để bày không được. Không, thôi cái đó không có nói trên đây thôi được, mọi sự ra không được rồi, không cái việc không tôi cái làm con mai mốt có cái gì đó mình qua bên đó, có gì mình lấy mình xỏ sâu mình đem về. không được, không được, không được. Mấy 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 cái đó, mấy cái đó nó nằm trong cái bộ phận nó siêu khỏe, không có nói được, tại vì Đúng cái mấy cái rồi, súng súng đạn của cảnh sát á là bố 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 người không có nói được, là không tại có vì lời. mỗi một cái lực lượng á nó có một cái quả lực khác nhau, chẳng hạn như cảnh sát mà giờ dân sự thì xài súng khác, mà cảnh sát giống như tụi SWAT á hay là tụi mà Chống nó tội gọi phạm là cái á, phải là nó phải xài xét loại súng xử mà súng liên thanh hoặc xét là súng lớn để nó chống những cái tụi khủng bố, rồi nó khác nhau, cho nên cái xử lực lượng đó mình không có nói được, giống như con là cảnh sát bình thường thì nó là xài khác, nhưng mà khi mình gặp những cái nhóm mà nó gọi là lực lượng mạnh á thì mình phải gọi về tổng đài, mà mình gọi về thì nó sẽ khoái một cái tụi lực lượng cao hơn, để những lực lượng đó thì nó có những cái quả lực mạnh hơn thì nó để ấy, còn mình sẽ lui về hậu tuyến, thí dụ vậy. Thế thì Chào hai ok chú. rồi Rồi, rồi hai chú ok ngủ rồi ngon. ok Dạ. rồi Ê, ba chú. ok rồi Rồi. bye Dạ. con Dạ. ok Dạ, chào con ba chú. chào tất cả Chúc mọi bà người chú nha, chào vui tất cả vẻ. mọi người Ngủ nha ngon rồi. rồi ok.